Mọi người ơi, câu sâu lên cá lăng nè mọi người. Trời ơi, bự lắm mọi người. Trời ơi trời. Con này hơn nửa ký mọi người. Rồi mình móc, nó ăn mà mình giật dính ở ngoài nè mọi người, chưa dính cái mỏ đó nữa. Trời ơi, nè, dính ngoài mọi người. Quá đã mọi người ơi. Ấy. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Nay mình qua Mỹ và Hưng cậu nha mọi người. Nay mình đi với anh Minh chùa Bay Lóc mọi người. Ông kêu mình lỏ lỏ hoài, không biết ông có lỏ không nữa nè. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Sắp Lỏ Miền Tây. Thôi thiệt mọi người. Ông sắp mình hoài mọi người. Để bữa nay mình sẽ chiến đấu với ông nha mọi người. Thử coi ai lỏ nha mọi người. Thì thôi mình cái này mình sẵn ra cần mọi người. Xin chào Sắp Lỏ Miền Tây. Xíu mình ra tới chỗ cầu mình qua cho mọi người coi nha. Đây mọi người, thì mình cũng bơi tới điểm cầu mọi người. Cái này chia ra quýnh nha, ba anh em mình nha. Mình đẳng mọi người với một anh youtuber ở bên đây nữa mọi người. Ba anh em mình bao dây cái bè này nha mọi người. Mình thì mình quýnh cá cha. Quýnh cá cha mọi người. Đây, mình quýnh sâu sứ với lại cháo mọi người. Còn cái này mình phòng hờ thôi. Ngoài này phòng hờ thôi mọi người. Cái này mình ra càng xuống càng quýnh nha mọi người. Đây mọi người, cái này mình móc sâu mình quýnh nha. Sâu sứ mọi người. Hy vọng hôm nay không có bể đầu nha. Trên mình sáng giờ không chọc mình lỗ hoài mọi người. Đây. Đây mọi người. Móc lại xuống là lầm hơi. Nước này cũng chảy cũng không có mạnh lắm cũng được. Chết bà, cái đỡ cái cần đó mọi người, lặn cái mấy cái xuồng vô. Quấn là mình không có trâu luôn. Mọi người ơi, câu sâu lên cá lăng nè mọi người. Trời ơi, bự lắm mọi người. Trời ơi trời. Con này hơn nửa ký mọi người. Rồi mình móc, nó ăn mà mình giật dính ở ngoài nè mọi người, chưa dính cái mỏ đó nữa. Trời ơi, nè, dính ngoài mọi người. Quá đã mọi người ơi. Ê. Đây mọi người, mình dính con cá lăng nãy giờ, cái này ông Minh không dính con nào, ông bỏ cột mọi người. Đi rồi kìa mọi người, sáng giờ chơi mình lỏ hoài cái này. Ảnh lỏ anh đi rồi mọi người. Còn mình với ông anh ở trụ bè này nha. Rồi đây nè, ông anh đây nè. Anh em mình ở trụ nha. Xíu mới đi sau. Mình lỏ quá. Xíu nữa mình đã đi mọi người, coi có con gì nữa không mọi người. Nãy lên được con cá rảnh mà mình lo mình dọn ba cái lục mình nè. Cái mình đem lên xuồng nó nhảy dưới luôn. Thì xíu có gì mình quay cho mọi người xem tiếp nha. Đây mọi người, cái này ba anh em gom lại quýnh mọi người. Đây. Gom vô cục luôn, hồi dính không dính cá, dính dây không nè mọi người. Ba anh em gom lại đấu kiếm nha, thử coi ai đấu hơn ai nha mọi người. Thì sáng giờ la người ta lỏ hoài, ai ngờ đâu mình lỏ. Ủa. Đây lên con rảnh tiếp theo mọi người ơi. Cá này cũng trọng nha. Sống quá đắng nè. Đây mọi người. Rảnh nha mọi người. Con gì đây? Con gì đây? Mọi người đón xem. Chạy chạy chạy. Ồ, cái rảnh nè mọi người. Rảnh nha. Trời nó ăn ham ăn nè, hai lử luôn.
tham ăn quá nè, hai lửa luôn rồi. Dột hai lửa rồi. Đây. Dánh mọi người. Mọi người dính nè. Dính nha mọi người. Ôi, rút, rút còn gì đây? Rút chứ hả? Ú, cái dánh. Ăn cái mày. Siêu nó dính lửa rồi mọi người. Nên. Vậy hả mày? Thứ còn nhỏ dính rồi mọi người. Mày quan trọng rồi nha. Thôi dính trọng mọi người. Ăn hai lửa luôn. Quá tham lam. Dính luôn rồi. Dính. Chạy đi con. Ôi, dính nhỏ luôn rồi. Nhỏ hơn mọi người. Có dính nữa không mọi người? Thì nước nó lên ăn lai gai lai gai. Không biết mình kết quả làm sao nữa. Nãy giờ em Gu không có động tĩnh gì hết. Không biết đang đẳng làm sao. Thôi hai anh em gặp mặt coi làm sao. Này ở đây mình ăn cá này ăn lai gai mọi người. Lai gai lai gai. Bự lắm mọi người. Ồ, con chạy lắm mọi người. Hồi dính hai con mọi người. Đã mọi người. Ôi, mình tưởng nó dính cái gì. Hay dính hai con luôn. Cái ham nè mọi người. Dính được hai con luôn. Mà nó không dính ngay mỏ con nào chứ, dính ở ngoài không mọi người. Dính nhạt không? Dính mọi người. Ôi, bự nha. Ôi, con gì chạy dữ mọi người. Ôi, chạy hỏng chưa. Trời ơi, dính tà bá mọi người. Rảnh hả? Đá mọi người. Có im luôn. Cá này nó hơi ốm nha. Tưởng con gì bự dữ. Đấy mọi người ơi. Vô gặm con. Trông. Bắt mò dụp xuống thôi. Cá này nó ăn không có ăn nhanh mọi người. Nó ăn lai gai rồi mọi người. Lâu lâu vài phút dính con mọi người. Mà được cái cá nó trọng không, nó không có nhỏ nha. Cá cũng được không à, không có con nào nhỏ nữa. Lâu lâu mới chen chen vô con nhỏ rồi. Còn nãy giờ mình câu cá tra thì không thấy con gì nó ghĩa cho mọi người. Sao em vô rồi. Không biết tỉnh chứ nãy hai mồi rồi chắc này không có con gì ghĩa cho mọi người. Em vô hết. Thì mình câu cá rảnh đi. Đợi nước chảy mạnh mạnh xíu đi rồi mình thả hai mồi cá tra nữa mọi người. Nước còn hơi chảy yếu nha. Rồi hai anh em mình đi câu cá tra mọi người. Tình cờ phát hiện mọi người. Không biết có nên chạy heo bắt không mọi người. Ông Minh chiếc này về là có dịch ha. Hấp xả ăn đó ông Minh. Hùi. Đang câu nghe cạp 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 quay gặp ảnh. Sao thiệt. Dịch lạc. Mình đang bóp mồi, anh Minh câu mồi gì có thể chia sẻ không anh Minh?
đầu ăn cơm qua như trộn khí vô. Ấy à, mọi này độc quá đó mà. À, mọi người. Chín. Nhỏ. Thôi cái mày Vinh. Vinh khổng lồ. Cái mày Vinh mọi người. Quá cái mày Vinh. Rồi rồi. Tưởng đâu cá cha. Đi cái mày Vinh mọi người. Quá. Cá ăn mọi người. Thì từng rõ nó lôi cũng bay từng mọi người. Không biết còn không? Còn còn nha mọi người. Đây. Cái gì đây? Nhỏ rồi. Không bự đâu. Ủa. Cái mèo mọi người. Mình tưởng nó bay cần mình chứ. Đây. Cũng dính rồi mọi người. Phá mồi hoài luôn á. Cuối cùng cũng dính mày rồi. Chạy đi con. Chạy rộng rồi mọi người. Quá đã luôn á. Cá mọi người. Dính nè. Dính. Dính thấy không. Ôi con này cũng trọng rồi nha. Đó. Cá chảnh nha mọi người. Câu bằng bánh mì nha. Quá đã luôn anh Minh. Anh Minh, anh Minh lỏ. Anh Minh lỏ. Thôi ơi tôi sao lại anh Minh ơi. Anh Minh nãy giờ chưa dính gì hết trơn mọi người. Chờ chữ nghe, chữ nghe. Chữ à, mình chữ à. Đây, mình ngồi kế mình nghe mọi người lấy phong thủy nha. Hai thằng ngồi kế là sẽ có thằng lỏ mọi người. Nãy giờ điện thoại hết pin mình lấy cái quay nãy giờ dính cũng bọn mọi người. Ông anh kia không biết cái này không sao rồi. Qua điện không biết có lỏ với mình không. Cá ăn mọi người. Nó cá mè. Câu cá mè nãy giờ ăn thấy ham lắm mọi người. Cây này chắc hết mồi rồi, nó dễ hơi hết mồi rồi. Có cây gần đó kìa. Đó dính mọi người. Dính nè. Dính nè. Rồi vũ rồi mấy người. Trời ơi. Vũ rồi. Không sao không sao. Còn lại. Hết con này còn con khác. Nhiều lắm. Hạ xuống một nữa mọi người. Trường xanh chắc hết mồi quá. Mọi người. Đó nè. Dính nè. Đó thấy không, dính này thấy không. Rồi, ơi, con này trọng nha. Chạy dữ rồi. Đó. Xếp về lại. Im nha, để xuống ăn liền nha. Dính hai lửa luôn. Vô động. Con cuốn mì dục xuống.
Đó, cần đỏ rồi mọi người. Đó, cần đỏ kìa. Bây giờ giật nó nè. Đó, đó. Em vô rồi. Còn không rồi, em vô rồi. Còn, còn. Dội vô cũng rồi. Cường xanh kìa mọi người. Đó. Ra xa nghĩa, nghĩa. Cái nó là lầm. Trời, đã xuống ăn liền kìa. Hỏi gì? Đó. Thế rồi. Để xuống. Dột nữa đi. Rồi, cái hao bánh mì xuống nước luôn. Rồi. Chụp con cá bay cái hao bánh mì xuống nước luôn rồi. Đó. Không dính thôi, dính bay rồi. Bay hao bánh mì xuống nước luôn. Quái. Quái thiệt chứ. Cá báo dữ trời. Bỏ luôn các bánh mì khác mọi người ơi. Cho nó ăn nữa rồi mọi người. Cho nó ăn lâu luôn. Rồi nó dính không? Đó, dính rồi mọi người ơi. Chạy nó đi con. Chạy nó đi. Ơi chồng rồi nha. Ôi chạy. Ôi shit. Chạy chạy. Ôi. Đảo. Đảo. Trời ơi dính hai thứ luôn mọi người. Mình kéo gái rồi mọi người. Con gì đây? Mình kéo con gì đây? Cá rảnh nha mọi người. Hơi dính. Vô rộng. Vô rộng. Hơi mì đây. Nãy giờ nó xa xa. Nó còn đó đang nữa rồi mọi người. Nó nhịp nhịp kìa. Nhịp nhịp kìa. Rồi dính luôn mọi người ơi. Dính luôn. Này, dính luôn. Này, dính luôn. Chồng nghe. Chồng nghe. Đù. Quá đã luôn mọi người. Vô gọng. Nó ăn cũng lựa mồi đó mọi người. Nãy mình bỏ lên cá rồi mọi người. Trời, cá mạnh kỳ luôn. Anh câu bánh mì giống nó trước mình mọi người. Anh nói trước mình câu bánh mì mọi người.
anh mình ăn mình không bên mày cầu vậy. Phải ăn mình thiệt mà nó mày cầu. Cám nữa, anh mình cao hai thứ luôn, cám với mày luôn. Đó, cục cám ở trên nè ha, anh mình chạy hai cục cám hai của anh mày ha. Mình bánh mì không mọi người, không chơi cám bánh mì không. Đó, còn nó ăn nữa rồi mọi người. Ghé nó kìa. Đó, đó, nhịp nhịp lên. Không biết có dính hay không đây. Đó, còn đó rồi mọi người. Nó ghê vậy không? Dính mọi người ơi, dính mọi người ơi, ơi chậm chốn cái gì ấy. Đó, còn còn đó, nghe không? Quá đã mọi người, rồi còn đỏ dính luôn rồi đó mọi người, rồi để nó hồi nhập xuống bên không kịp. Đó, còn đỏ dính rồi. Chảy rồi, chảy dữ vậy. Từ từ em, không biết còn không nữa. Từ em cá ơi, rồi nó cá mọi người, không sao. Lên móc cục ngoài khác dập xuống đây nữa. Rồi gói tùm tùm vô. Đây cần xanh này dính cá mọi người. Cái này mình đỡ cần xanh uống nha. Dính nè. Đó. Ôi, trọng nha. Chạy dữ rồi. Đây, đây mọi người. Trời ơi. Trời ơi trời, chết xong luôn rồi. Không sao. Trời ơi, như mình thả đi. Dính nè mọi người. Đó. Con này bự nha. Đó, nãy giờ dính con bự bự không mọi người. Thấy ham không? Quá đã luôn. Vô rộng. Bánh mì dập xuống lầm nữa. Cái này mình dẹp mấy hai cần kia mọi người, mình đuối hai cây cần này. Cá cha không có rồi, cũng lấy nhớt cho em nó mọi người, nhớt cho hai em nha. Thôi hai em không có nhớt, sáng giờ được con em lên cá lăng nó đó, đó. Nữa thấy không? Chùa về lóc cầu của bánh mọi người. Nè cái này dính rồi mọi người, dính rồi nghe. Từ từ nhập cái nữa con. Nhập vô rồi, nãy thấy nó nhập quá chừng luôn. Gắp bánh mì, mình đang gắp bánh mì đó. Hoàng nó ăn quá.
cắt hết cái bánh mì này mình dở lên mọi người. Hai bằng mì. Bánh mì câu nó ghĩa ghĩa là hết rồi. Mình lên cá này mọi người. Lên con gì đây? Mình lên con gì đây? Cá dẫm nha mọi người. Cho mình. Đấy, dính luôn rồi. Đây con này bự lắm mọi người. Con này bự mọi người ơi. Ôi chạy chạy chạy. Ôi. Hai con. Hai con luôn mọi người, hai lữ hai con mọi người. Quá đã mọi người. Hai lữ hai con luôn. Con bự trước. Ôi, cầm hoàm tay luôn. Dính sầu. Ôi ơi, vô vô. Này, một con. Đặt xuống, đâu đây chứ? Con nhỏ. Ấy, con này dính nữa mọi người. Trời ơi, vô ấy. Không sao. Dính hai con rồi. Ù lại. Nó còn dập xuống tiếp. Dính nè mọi người. Đó, dễ dãy nè. Đó. Không cần giật luôn. Trọng nữa nè. Mấy con đây. Một con trọng nghe. Không cần giật luôn. Ăn tự dính luôn. Quá đã mọi người. Dính nè mọi người. Rồi, chạy. Chạy. Con gì chạy đây? Con gì chạy đây? Con cá dẫm. Tiếp tục dính cá dẫm nha mọi người. À da mất một tay. Thôi giấc này thì cũng chiều mọi người. Hai anh em mình sẽ ăn gì nha. Cho mọi người coi thành quả của mình nha mọi người. Có gì ra. Rồi, bye. Đã lắm mọi người. Có con clan dưới nữa. Để đi thôi về nhà mình chút ra sau mọi người. Rồi. Thôi tạm biệt mọi người. Mọi người ở những clip khác nha mọi người. Nay đuối quá rồi. Đau cái lưng. Mấy cái cá mọi người. Dạ.